kênh Bản tin 24 giờ xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và like để cập những tin tức mới nhất trong ngày. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Cảm xúc trái ngược của báo giới Italia và Tây Ban Nha sau trận đại chiến, sau trận bán kết kịch tính đến tận khoảnh khắc cuối cùng giữa hai đội Italia và Tây Ban Nha sáng nay mùng 7 tháng 7, tâm trạng của truyền thông hai nước hiện cũng trái ngược nhau. Tờ Macca của Tây Ban Nha bình luận cay đắng, giấc mơ Euro 2020 của Tây Ban Nha tan thành mây khói ở loạt sút luân lưu. Italia đã dập tắt giấc mơ này của đội tuyển Tây Ban Nha bằng chiến thắng 4 hai trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau một một trong hiệp chính và hiệp phụ trên sân Wembley, London, Anh. Tờ Macca viết thêm, cũng tờ báo của xứ sở đấu bò miêu tả sự kịch tính của trận cầu vừa kết thúc bằng giọng văn xúc động nhất. Macca tường thuật, đó là trận bán kết kinh điển của bóng đá châu Âu giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống. Chiesa đưa Italia vượt lên dẫn trước trong hiệp hai, nhưng Morata gỡ hòa cho Tây Ban Nha 10 phút trước khi trận đấu kết thúc nhưng rốt cuộc, kết quả của loạt sút luân lưu như Tây Ban Nha từng đánh bại Italia ở Euro 2008 không lặp lại, khiến Tây Ban Nha trắng tay rời cuộc chơi, vẫn là bình luận của tờ Bắc Ca. Trong khi đó, một tờ báo khác của Tây Ban Nha là Esviet, viết, Italia vào chung kết Euro 2020 sau loạt sút luân lưu, vì Mozata và Onmo đá hỏng, La Rosa, biệt danh của đội tuyển Tây Ban Nha đã chơi một trận đấu tuyệt vời, nhưng họ lại không thành công. Lời tạm biệt với giải đấu. Italia hạ gục Tây Ban Nha trong một trận đấu không có gì đáng chê trách của đoàn quân trong tay huấn luyện viên Luis Enrique, họ đã thi đấu tốt, thể hiện bản lĩnh và lối chơi tuyệt vời, làm tiền đề để hy vọng vào World Cup 2022, tiếc rằng những quả sút luân lưu làm tan vỡ giấc mơ châu Âu. Dù sao cũng cảm ơn những chàng trai áo đỏ, ép tỏ ra cảm thông với đoàn quân của huấn luyện viên Enrique, trái ngược với tâm trạng tiếc nuối của báo chí Tây Ban Nha là sự phân khích của truyền thông Italia sau chiến thắng. tờ Corriere dello Sport của Italia chạy tít. Italia đánh bại Tây Ban Nha 4 đến 2 ở loạt sút luân lưu để giành quyền vào chung kết. Còn trong phần nội dung, Cogia Denlo Sport thánh đường được mở khóa trong hiệp 2 cho Italia, sau đó Mozata đóng nó lại. Nhưng Italia giành chiến thắng từ chấm luân lưu, họ sẽ đối mặt với đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Anh và Đan mặt vào chủ nhật tới đây. Theo giờ châu Âu, phóng viên, trận chung kết giờ là của chúng ta. Từ thất bại ở vòng loại cua cúp tiến đến trận chung kết giải vô địch châu Âu, đấy là một hành trình điên rồ nhưng kỳ diệu tờ báo của Italia sung sướng viết như, thơ, cùng lúc đó, một tờ báo khác của Italia là Gaetta dello Sport ra vui, Italia vào chung kết sau khi thuần hóa Tây Ban Nha trong loạt suốt luân lưu, cuộc phiêu lưu của đoàn quân màu thiên thanh vẫn bất tận, tuyển Italia lại bay bổng, giấc mơ lại được viết tiếp trong trận chung kết, cho một hành trình phi thường. Italia vượt qua Tây Ban Nha sau 120 phút của trận bán kết cồng nhiệt và tra tấn con tim, Gaetta dello Sport thốt lên đầy cảm thán thiện nhân cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo